Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Ý nghĩa tâm linh của trăng xanh luôn mang lại cảm xúc mạnh mẽ và khiến chúng ta suy ngẫm về điều gì quan trọng đối với chúng ta trong cuộc sống. Trong thời khắc thiên thể kỳ diệu này, đó là thời điểm tuyệt vời để làm theo trái tim và mong muốn của bạn. Trăng xanh là một trường hợp hiếm khi trăng tròn thứ hai xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Tháng 2 chỉ có 28 ngày. Không bao giờ có thể có trăng xanh. Những tháng có 31 ngày như là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 có cơ hội có trăng xanh tốt hơn nhiều vì độ dài của chúng. Trung bình, trăng xanh xuất hiện 33 tháng một lần, 41 lần mỗi thế kỷ, hoặc khoảng 7 lần sau mỗi 19 năm. Một sự kiện thậm chí còn hiếm hơn là khi hai mặt trăng xanh xảy ra trong cùng một năm dương lịch, xảy ra khoảng 4 lần mỗi thế kỷ. Mặt trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ là mặt trăng ngày 22 tháng 8 năm 2021. Hãy sắp xếp những dự định tinh thần của bạn trong tháng này. Bạn vẫn mạnh mẽ và kiên cường cho dù bạn có nhận ra điều đó hay không. Mỗi lần trăng tròn đều chứa đầy năng lượng vô cùng mạnh mẽ và báo hiệu việc hoàn thành các mục tiêu và đạt được sức sống cao nhất. Tuy nhiên, ý nghĩa tâm linh của trăng xanh có thêm một chút gì đó rất may mắn và kỳ diệu. Đặt mục tiêu và ý định trong trăng xanh sẽ thúc đẩy năng lượng của mặt trăng tròn đó hơn nữa. Những dự định bạn đặt ra trong thời gian này rất mạnh mẽ và mãnh liệt. Chúng có thể tiếp tục cho đến trăng xanh tiếp theo. Trăng xanh là thời điểm của sự minh mẫn và kết nối tuyệt vời với thiên nhiên và bản thân cao hơn hoặc linh hồn. Nó như một khoảng thời gian kỳ diệu và độc đáo. Mặt trăng xanh có ý nghĩa về tâm linh. Ý tưởng về nghi lễ trăng xanh và bạn có thể thực hiện nó vào đúng vào ngày 22 tháng 8. Bạn có thể tạo không gian thiêng liêng, nắm bắt ý nghĩa tâm linh của trăng xanh bằng cách tạo ra một không gian thiền định hoặc linh thiêng và sử dụng màu xanh lam. Bạn có thể sử dụng nến xanh, vải, pha lê, thạch anh trong suốt giúp khuếch đại năng lượng, thực phẩm, vải, ánh sáng. Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy điều này là không cần thiết, bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì phù hợp với bạn. Màu trắng và đen cũng là một số tùy chọn màu sắc tốt ngay bây giờ. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi về tâm linh sâu sắc và sự kết nối cao độ với vũ trụ. Những mục tiêu và dự định mà bạn đặt ra bây giờ sẽ kéo dài cho đến trăng xanh tiếp theo. Tập trung vào các mục tiêu dài hạn mà bạn muốn thấy sẽ thành hiện thực vào trăng xanh tiếp theo. Thu hút ý định của bạn bằng cách thực hiện một nghi thức biểu hiện để biến mong muốn của bạn thành hiện thực. Ngay cả những mục tiêu trước đây bạn có thể nghĩ là không thể đạt được. Hãy viết một lá thư cho vũ trụ, bày tỏ lòng biết ơn của bạn như thể nó đã xảy ra. Hãy thật chi tiết và sử dụng tất cả năm giác quan để mô tả những điều bạn mong muốn. Hãy tưởng tượng, kể cho một người thân yêu về biểu hiện của bạn và tưởng tượng sự phấn khích của họ dành cho bạn. Hãy nhớ rằng, khi thể hiện, điều cần thiết là phải cảm nhận được những gì bạn đang cố gắng thể hiện. Bạn có thể đeo tai nghe và nghe nhạc khiến bạn cảm thấy lạc quan và vui vẻ khi viết thư. Khi bạn hoàn thành, bạn có thể cất giữ nó ở một nơi an toàn hoặc đốt nó để những ý định sẽ phát triển vào vũ trụ. Đốt cháy cho phép năng lượng chảy ra ngoài vũ trụ và thể hiện ý định cởi mở và tin tưởng của bạn. Điều quan trọng là phải xác định thời gian bạn viết và cất giữ ở nơi nào đó an toàn để có thể suy ngẫm về sau. Hãy tự do phát triển và sáng tạo của riêng bạn. Nhưng đây là một vài ý tưởng để giúp bạn bắt đầu.
Tình yêu là một ý định thiêng liêng lớn trong xăng xanh. Tìm cách kết nối với tri kỷ của bạn ngay bây giờ. Đặc biệt là một thứ gì đó giúp bạn có thể ở ngoài trời trong thiên nhiên, hoặc có được dòng chảy sáng tạo của bạn. Có thể cùng nhau tham gia một lớp học nấu ăn, hoặc thử một điều gì đó mà bạn luôn muốn học. Dành một chút thời gian trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen. Đây thực sự có thể là một cách tuyệt vời để kết nối về mặt tinh thần. Đó là khoảng thời gian mà bạn có thể ở một mình và có thể tập trung vào những suy nghĩ, ý định và hơi thở của riêng bạn. Thực hiện một nghi lễ toàn bộ trong quá trình. Hãy làm sạch bồn tắm, vòi sen của bạn bằng các chất tẩy rửa tự nhiên, thắp nến hoặc hương, mang theo nhật ký, phát nhạc hoặc tần số, sử dụng tinh thể, thêm một số loại thảo mộc. Khi bạn vào trong bồn tắm hoặc tắm dưới vòi sen, hãy tưởng tượng một luồng ánh sáng xanh lam thanh bình đang bao phủ lấy bạn. Màu xanh lam là một màu êm dịu, hãy để nó thư giãn cho bạn. Nếu bạn đang tắm, hãy dùng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân để loại bỏ năng lượng tiêu cực khỏi cơ thể của bạn. Hãy tưởng tượng tất cả căng thẳng và lo lắng của bạn sẽ trôi xuống cơ thể bạn và xuống cống. Khi bạn hoàn tất, hãy sử dụng chiếc khăn tắm yêu thích của bạn. Và sau đây là những câu thần chú bạn có thể sử dụng để tăng cường năng lượng tích cực và thu hút tri kỷ vào cuộc sống của bạn. Tất cả các mối quan hệ của tôi đều lâu dài và mang lại trải nghiệm tích cực đầy yêu thương. Tôi đáng được yêu và đáng được nhận tình yêu dạt dào. Tôi yêu những người xung quanh tôi và tôi yêu bản thân mình. Những người khác cho tôi thấy tình yêu. Tôi thu hút những người yêu thương và quan tâm vào cuộc sống của tôi. Tôi và tri kỷ đều hạnh phúc và yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi rất vui vẻ. Tôi biết ơn tình yêu trong cuộc đời mình. Tôi biết ơn người bạn đời quan tâm của tôi. Tôi chỉ thu hút những mối quan hệ lành mạnh đầy yêu thương. Tôi với tình yêu của đời mình, cả hai chúng tôi đều đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Tôi hạnh phúc cho và nhận tình yêu mỗi ngày. Tôi rất biết ơn người bạn đời của mình và sự quan tâm của người ấy. Mỗi ngày tôi rất biết ơn vì tôi đã được yêu thương và nhiều người quan tâm đến tôi như thế nào. Tôi luôn biết ơn vũ trụ luôn hướng dẫn và dẫn lối cho tôi đến với tri kỷ của mình. Tôi biết ơn vũ trụ đã giúp tình yêu của tôi ngày càng bền chặt. Ngoài ra, bạn có thể đi dạo trong ánh trăng để năng lượng ánh trăng diệu kỳ lấp đầy bạn. Hãy đảm bảo và giữ cho khoảnh khắc này thật bình tĩnh và thanh thản. Hãy thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc này. Nghĩ về những gì bạn biết ơn. Ngoài ra, hãy tận dụng nguồn năng lượng vào ngày 22 tháng 8 này để có thể thu hút trí tuệ vào cuộc sống của bạn. Sử dụng thời gian này để học điều gì đó mới. Bạn có thể tìm kiếm kiến thức từ người thân, đặc biệt là người lớn tuổi mà bạn kính trọng. Bạn có thể đọc một cuốn sách về chủ đề hoặc sở thích mà bạn luôn muốn biết thêm. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Cảnh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Cảnh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Cảnh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Cảnh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.